Một quả ghi điểm ở biên 4. Sau điểm Đà Bắc 10-12. Tình huống loạng choạng bước 1, cuối cùng Đà Bắc vẫn ghi điểm 10-12. Anh em cổ vũ cho Đà Bắc thì viết đầy đủ nhá, đừng có ghi tắt đờ bờ nhá. Ghi hẳn chữ Đà Bắc giúp mình cái. Mười một mười hai. Tao thỉnh thoảng anh thanh niên số 3 của Tân Lạc lại cho khán giả vỗ tay. 13-11. Cảm ơn 1.800 bạn vẫn đang theo dõi nhá. Ngoài rồi. 14-11. Tình hình này là không ổn rồi, các cổ động viên Đà Bắc khả năng là không ổn rồi. Đà Bắc đã cắt chuối lên điểm 12-14. Điểm Đà Bắc 12-14. Tân Lạc được giải nhá, được giải trong lòng người hâm mộ nhá. Đà Bắc cố lên. Rất nhiều các cổ động viên online vẫn đang cổ vũ online cho Đà Bắc. Nhưng cứ tình hình chỗ 3 này thì điểm Tân Lạc 15-12. Rất may là trong đội Tân Lạc chỉ có một thanh niên số 3 này. Nếu mà có 2-3 thanh niên số 3 này chắc chắn là vô địch rồi. 15-12. Có lẽ là chân xấu, chân trơn nên điểm Đà Bắc 13-15. Số 3 này không thể phát huy được năng lực phẩm chất của mình vào đây thì anh mới thể hiện đúng là một tay đập chấm xét. Mười ba mười lăm. Một quả tự biên 2 không được rồi. Cơ hội dành cho Đà Bắc. 13-15. Có lên 14 không? Không được, lỗi. Tiếp tục một quả biên 4 của Tân Lạc. Một pha có bóng vẫn chưa. Quá hay, một pha chuyền sao đầu quá hay. Điểm Tân Lạc 16-13. Kim Bôi lại mừng rồi. Các cổ động viên của Kim Bôi lại mừng rồi. 16-13. 17-13. Chưa biết điều gì 17, sẽ xảy ra. 13. Rồi. Lúc này thì số 3 của Tân Lạc đang ở ngoài nhá, libero đang vào thay. Học rồi. Không chạm tay. 18-13. Đội Đà Bắc xin tạm dừng trận đấu. Đà Bắc phải xin tạm dừng trận đấu rồi. Có lẽ là một số cổ động viên của Kim Bôi đã xuống live không xem nữa. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Đà Bắc đang bị Tân Lạc dẫn 18-13. Trong trận đấu này nếu mà Tân Lạc giành chiến thắng thì Kim Bôi sẽ được vào bán kết. Tôi đang nghĩ tới một kịch bản khá hài hước khi mà các cổ động viên của Kim Bôi xuống live đi làm việc khác. Lát nữa xem lại thì biết đội mình vào bán kết, lúc đó thì chắc là buồn cười và bất ngờ lắm. Ok, Hoàng Sổ Mây vẫn để bia đấy nhá. Cơ hội vẫn đang còn rất nhiều với các cầu thủ Đà Bắc. Giao định quá nhanh.
Kim Ngôi vẫn đang chờ, ok, Kim Ngôi vẫn đang chờ chân hàng. Hoàng Trường Tân Lạc đánh, Tân Lạc đánh là bác thua đi về cho anh em thôi đó. Nghèo ra chẳng ăn chút nào. Ok. Tưởng là anh em Kim Bôi cho sang Kim Bôi chơi. Điểm số lúc này đang là 18-13 nghiêng về Tân Lạc. Không hiểu ý nhau. 19-13 rồi. 19-13. Cầm vàng này để vàng rơi rồi. Các cụ có câu 19-13. Vẫn còn cơ hội trong trận đấu thứ 3 nữa. Trong tình huống Đà Bắc để thua trận đấu thứ 2 này. 14-19. Điểm Đà Bắc 14-19. 14-19. Đội Tân Lạc thay đổi vận động viên số 1 ra sân, số 2 vào sân. Idol tóc vàng đã ra sân, nhường chỗ cho vận động viên số 2. 14-19. Mười lăm mười chín. Hôm qua có ông bảo làm gì, anh có đọc được câu đấy không nhờ? Trời ơi, chú tuổi ơi, em cứ nhắc đi nhắc lại nhờ, có không nhỉ? Điểm Tân Lạc 20-15. Bình luận viên chuyên nghiệp thế không chê gì nhỉ? 20-15. Tân Lạc cố lên. Các điểm của bác viên 16-20 cho Tân Lạc. Trong các cổ động viên online đang cổ vũ Tân Lạc có thể có nhiều cổ động viên đến từ Kim Bôi. 17-20. Cơ hội vẫn còn trong trận đấu thứ hai này dành cho các thủ Đà Bắc. Hỏng rồi. 18-20. Số 4 hai lần đánh bóng ra ngoài. Đánh bóng song song với mặt đất luôn. 18-20. Đúng rồi, bắn chim. Trong bóng đá người ta gọi bắn chim. 21-18. Điểm Tân Lạc 21-18. 21-18. Tân Lạc đang dẫn Đà Bắc xếp 2. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho Đà Bắc 19-21. Điểm Đà Bắc 19-21. 1900 anh chị em vẫn đang theo dõi. Tân Lạc thắng không được vào nhá, Tân Lạc thua loại rồi, chính thức loại rồi. Tân Lạc chỉ đánh vì màu cờ sắc áo thôi. Điểm Đà Bắc 20-22. Xin lỗi, 20-21. Đà Bắc đang có cơ hội săn bằng tỷ số trong trận đấu thứ hai này. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai thì điểm Đà Bắc 21 đều. Đà Bắc sẽ vào bán kết 21 đều rồi. Đà Bắc thắng đi thì vào vào đi. Cổ động viên Đà Bắc lại đang chuẩn bị ăn mừng. Niềm vui của người này cũng đồng nghĩa là nỗi buồn của người khác. Kim Bôi sẽ về nước nếu mà Đà Bắc giành chiến thắng. Bỏ nhỏ chưa được. Rất đẹp. Tốt. Trong sân 22-21 rồi, không ngờ Đà Bắc đã lên điểm. Dẫn ngược lại Kim Bôi sau một thời gian rất dài. Có thể là từ đầu xét 2 đến giờ 22-21. Một lát nữa có lẽ là các cầu thủ Đà Bắc sẽ ăn mừng nhất. 23-21. Cổ động viên đang nói là Đà Bắc xa để lại, Tân Lạc gần thì đi về. Tân Lạc đã xin tạm dừng hội ý.